anh đã từng có gia đình hay chưa? Anh trả lời thật được không? Thật được, tại vì nói chung là anh chưa có gia đình. Anh vẫn còn cô đơn. Chưa một lần nào. Chưa một lần có gia đình luôn. Chưa một lần nào lập gia đình. Chưa lập gia đình qua. Chưa. Vậy mối tình lâu nhất của anh là bao lâu và anh có định cưới người ta không? Cái này em phải hỏi tại vì muốn giúp cho Khánh Linh. Nói chung mối tình cách đây cũng 3 năm rồi. Do cái hoàn cảnh bên phía gia đình cô bên gái kia đó. Nó cô gái nó hơi phong kiến quá. Cái lý do gì mà anh cho rằng đến tận giờ phút này mà anh chưa có vợ? Lý do quan trọng nhất là tôi cảm thấy là tôi suy nghĩ chín chắn và tôi không cần phải là lao đầu vô lấy vợ sớm. Nó có cái câu là ăn chưa đo lo chưa tới, xong rồi lấy nhau sớm là cũng là ly dị. Mình phải lao đầu vô những cái vết xe đó rồi lấy nhau rồi ly dị là con ai lo, rồi cái gia đình nó thành không hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng như vậy là cái khát khao có một người con gái của anh nó không mạnh. Mình khát khao nhưng mà mình cũng phải giải quyết được vậy. Mình cũng có những cái tình yêu rồi, mình cũng có những cái tình nhưng cảm mà, mình nhưng mà giải anh quyết sẽ được em vậy. Cảm thấy là anh sẽ không có mặn mòi trong cái mối quan hệ á. Tại vì khi yêu người ta bồng nồng cháy lắm, người ta khát khao rồi, người cái ta là người ta muốn sở hữu, người ta đam mê lắm, người ta muốn có cái khát khao đó mới là cái đi đến đổ vỡ nhanh không, hơn trời đi đến đổ vỡ nhanh hơn. Harry em nói đi em, chưa hết nha. Cái lý trí này nó che đậy cái tình cảm không mạnh. Dạ, tại anh nói vậy tôi sẽ cãi tới cùng. Cãi tới cùng. Dạ, tại vì cái tình trạng này á bên Hàn Quốc rất là nhiều nên em cũng hiểu một phần. Và họ không cưới khi người ta cảm thấy mình chưa đủ điều kiện để mua nhà lo cho vợ con thì người ta không cưới. Mà bây giờ bên Hàn Quốc là cái tỷ lệ đẻ con thấp nhất trên thế giới là 0.9. Tức là không, hai vợ chồng cưới chưa chắc là đẻ một đứa luôn. Là người ta cảm thấy cái kinh tế nó khó quá. Và một khi mình cảm thấy ê, một mình sống cũng thoải mái chứ bộ. Và thật ra thì cái này một phần thì anh với Yến nói đúng là nói một phần đúng là một khi mình sống một mình thói quen anh vui quá, mình cũng không thiếu gì hết á. Cái khát vọng về phụ nữ nó không có, nó mất đi xíu. Cái đó thì em thấy có bạn bè em nhiều người như vậy luôn. Tất nhiên bây giờ thì cũng nhiều người phụ nữ, người Việt luôn, trước khi lấy chồng luôn nói rằng em muốn ở riêng. Nhưng văn hóa của người Việt thì nói chung ấy thì thường là khi đã lấy chồng là về ở nhà chồng hoặc là phục vụ bố mẹ chồng. Thì cái này Khánh Linh có biết cái văn hóa này của người Việt không, và em có chấp nhận cái việc đó hay không? Em rất là thích văn hóa của người Việt và em thấy có nhiều điều rất là hay. Và điều đó không có ở văn hóa nước ngoài hay không có văn hóa ở Nga. Nhưng em nghĩ là sống ở với nhau với ba mẹ thì hơi khó. Mới cưới thì em có thể ở 1-2 tháng, nhưng ở luôn thì em rất là sợ. Và không phải là vì em không yêu thương ba mẹ, nhưng em nghĩ là mình có lâu lắm có cãi nhau hay có vấn đề gì đó thì em muốn vấn đề này nắm bên hai người thôi, không có đi ra, không có đi ra ngoài. Cái vấn đề này thì cũng không sao, tại vì á hiện nay thì tôi ở chung với ba tôi. Ba tôi thì cũng 85 tuổi rồi, cũng gọi là cũng già yếu, thì cũng không có cái vấn đề gì để mà em lo lắng nhiều. Anh còn có một mình ba thôi, nên không phải là nhiều, không phải là gia đình tới ba thế hệ ông bà này nọ, nên em đừng có ngại.